mến chào các bạn đến kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ đi Sri Lanka và chiếc chạc một số nhà cổ qua cổng bên cửa các bạn. Thì lời nói đầu tiên xin chúc các bạn xem video luôn vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha các bạn. Đặc biệt sang năm mới làm ăn phát đạt nha. Thì trước tiên là một chiếc chạc đi ngược qua cổng các bạn. Cổng bắt đầu tăng tốc qua cổng nhà. Qua bê giữa và bê đông qua đây. Khi qua tới gần cổng nước đập giữa và bê đông thì khả năng qua cổng nhà không thành công các bạn. Để cho em đẩy lại. Trở thành bê tông thì nó hít luôn chứ không khi nào mà nó không ra nổi các bạn. Thì anh tài công buộc phải dơ xuống nha. Thì dòng nước thì hiện tại còn chảy khá là mạnh nha, cho nên chạy này qua không nổi các bạn. Xà lan khá là lớn các bạn. Xà lan này 6-700 khối các bạn, 6-700 tấn. Thì anh xà lan này cũng đi phía trong cống muốn ra nha. Anh đi nước ngược luôn các bạn. Thì các bạn xem chiếc xà lan này qua nổi cống hay không nha các bạn. Tài công điều khiển xà lan được từ vô tới miền cống nha bạn. Thì dòng nước hiện tại nước cũng còn khá là chảy nha. Chiếc xà lan này qua nổi là cũng máy khá là mạnh nha các bạn. Mình hồi hộp xem cái chiếc xà lan này qua nổi hay không nha. Đầu mũi xà lan đã vô tới miền cốc các bạn ơi. Chiếc xà lan này qua là muốn bít cống luôn các bạn. Chiếc này bị ngang khoảng 8 mét mấy. Chia bên xe nha để tránh cậu bạn vô xà lan vô bê tông nha các bạn. Bạn thấy khích luôn, khích gần giữa vô bê tông luôn các bạn. Hình hơn nửa chiếc các bạn. Ảnh là nổi hay không đây. Thì anh tài công này cũng rất là cẩn thận các bạn. Điều khiển cái chiếc xà lan từ từ mà đi từ từ chứ không ẩu tả như chiếc khác nha. Là
tập luôn chim bánh xe luôn anh. Giờ chiếc xà lan đã qua cống hơn nửa chiếc rồi. Ở đây thấy dấu hiệu sừng sừng, không biết ảnh qua nổi hay không. Các bạn xem với mình nha. Giờ là xà lan đã lú ra ngoài khoảng 2/3 rồi mọi người. Sao thấy nó đứng chỗ không này? Rồi tiến lên nha bạn. Bắt đầu anh đây công tăng ga nha. Lên luôn. Phải nói những anh xà lan, những anh tài công mà lái xà lan lớn như thế khá là giỏi các bạn. Anh đi xà lan lớn này rất là cẩn thận nha. Wow, đạp quá trời các bạn. Chân dịch đạp nước sấy 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 lên luôn. Wow, cố lên ơi, gần qua rồi. Và thì cuối cùng chiếc xà lan này qua cống rất là hay nha bạn. Rất là đáng khen cho anh tài công nha. Máy xà lan này khá là mạnh nha các bạn. Hôm nay chơi bên đầu đỏ ghê đó.